Thực hiện đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Đến nay thì công tác cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân của thành phố đã vượt chỉ tiêu đề ra. Chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử trên toàn thành phố Dĩ An là 186.364 trường hợp. Để người dân biết và thực hiện việc đăng ký cài đặt tài khoản định danh điện tử mức 2, các cơ quan ban ngành từ thành phố đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản VNEID để đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia. Tính đến nay, Công an thành phố đã thu nhận được trên 245.200 hồ sơ, đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 được 187.198 hồ sơ, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, 100% đảng viên, cán bộ, công chức viên chức đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2. Công an thành phố đã tham mưu Ủy ban thành phố xây dựng kế hoạch cao điểm là từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8. Trên cơ sở đó thì các ban ngành đoàn thể, chủ lực là công an, quyết liệt trong nhất là các công tác tuyên truyền để người dân thấy được cái tầm quan trọng, ý nghĩa của cái định danh điện tử mức 2. Thứ nhất là cái phục vụ cái thực hiện cái chuyển đổi số cái thủ tục hành chính, thứ hai là cái giao dịch của người dân. Mời toàn bộ cái hệ thống chính trị của khu phố đến là triển khai, phải đi đến từng nhà dân, từng cái khu nhà trọ để là hướng dẫn triển khai và kích hoạt cho người dân. Thì bản thân gia đình tôi sau khi được vận động thì gia đình tôi cũng tranh thủ thời sắp xếp thời gian đến làm. Thì nói chung trong thời gian làm thì lên đây các công an và các nhân viên rồi các em tình nguyện viên rồi bảo vệ dân phố cũng tạo mọi điều kiện rất là nhanh chóng, gọn gàng. Thành phố Dĩ An đang còn số ít công dân đang đi làm ăn ở xa, không có mặt tại địa phương. Người lớn tuổi không sử dụng điện thoại di động thông minh, chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 được. Hiện thành phố đang tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm sớm hoàn thành 100% việc cấp tài khoản định danh điện tử cho số công dân còn lại. Trong cái thời gian tới thì thành phố Dĩ An sẽ tiếp tục theo cái chỉ đạo của Bộ Công an cũng như là tổ công tác đề án 06 là tiếp tục là thu nhận kích hoạt những cái công dân đủ điều kiện trên địa bàn để đảm bảo về cái nhất là chi tiêu của Ủy ban tỉnh và phục vụ cho người dân thực hiện cái chuyển đổi số. Với sự quan tâm và tập trung các giải pháp của cả hệ thống chính trị, từ thành phố đến các tổ, khu phố, tin tưởng rằng thành phố Dĩ An sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân. Qua đó, góp phần tạo thuận lợi cho người dân sử dụng tài khoản VNEID để đăng nhập và thực hiện các thủ tục hành chính qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.